Ban Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Bảy, 20 tháng 7 2019, chúng tôi đang có mặt tại Garo Park thuộc thành phố Garo, miền Nam California. Kính thưa quý vị thấy đây trước mặt chúng tôi là một dãy xe bus rất là nhiều, và theo như dự kiến cho biết là khoảng chừng 50-60 chiếc xe bus sẽ chở những đồng hương của chúng ta từ tại thành phố Garo để đi lên Los Angeles tham dự chương trình nhạc Tạ Tình 3 do ông Hoàng Kiều đứng ra tổ chức. Và trong dịp này chúng tôi đã thấy có sự có mặt của ông Phát Bùi, nghị viên của thành phố Garo, cũng như là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali, ông Tài Đỗ, nghị viên thành phố Westminster, và một người nữa anh Phát có thể cho biết. Dạ vâng, là ông phó thị trưởng thành phố Santa Ana là Vin Sarmiento, dạ thành phố Santa Ana. Vậy nhân cơ hội này ông có thể cho biết là ngày hôm nay ông Hoàng Kiều tổ chức cái đại nhạc hội Tạ Tình 3 mà rất đông đồng hương chúng ta được mời vé tham dự, thì ông cho biết cảm nghĩ của ông. Vâng, chúng tôi cảm thấy là ngày hôm nay nó rất là vui, tất cả mọi người đang náo nhiệt và đang chờ đợi để lên xe bus. Có tất cả là 60 chiếc xe bus để đưa khoảng 3.000 người lên trên Los Angeles dự cái đại hí viện Microsoft Theater, gồm có 7.000 người, 7.000 ghế ngồi thưa anh. Thì chúng tôi rất là exciting, thì ông Hoàng Kiều nhờ anh nghị viên Tài Đỗ của Westminster và ông phó thị trưởng Vin Sarmiento và cá nhân tôi, cũng như là một vài người nữa là anh Bùi Đẹp và các anh chị cựu quân nhân ở trong tập thể chiến sĩ trung tâm Tây Nam để đứng ra động. Riêng ngày hôm nay cũng có rất nhiều hội đồng hương, như là hội đồng hương Quảng Trị của là tức là quê hương của ông Hoàng Kiều, có 4 xe bus để mà đi lên tham dự chương trình Hoàng Đi Thơ, và xin nhường lời lại cho hai vị này. Dạ, thì tôi cũng rất là cảm ơn ông tỷ phú Hoàng Kiều đã có cái nhà ý đã tổ chức một cái bữa Tạ Tình 3 này để cho mời tất cả những người cư dân của thành phố, của cái quận, phải nhớ nói là cái quận Cam này, để mời để đi dự cái bữa ca nhạc rất là lớn. Thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái sự kiện là phải 60 chiếc xe bus mà chở khoảng gần 2.000 mấy 3.000 người để đi lên một cái nhà hát lớn ở trên Microsoft Theater ở trên Los Angeles. Thì nhìn ở xung quanh này, tất cả mọi người đều rất là vui vẻ và ăn mặc rất là đẹp. Thì tôi cái show này tôi đã coi trên San Jose rồi, rất là hay và rất là đẹp, rất là hoành tráng, cho nên rất là vui. Tôi can't wait to go see it. You know. Well, I'm just, you know, I just wanted to congratulate everybody who's here, who's helping to organize, because this is quite a turnout. And I wanted to congratulate Councilman Doe, Councilman Bowie, and Mr. Hoàng Kiều, of course. And we have a lot of excited people who are going to have a great time tonight. Yeah, thì ông phó thị trưởng CNN Vin Sarmiento, ông nói là ông tin chúc mừng tất cả mọi người, của những người ông, nhất là ông tỷ phú Hoàng Kiều, ông nghị viên thành phố Garden Grove, ông Phát Bùi, anh Bùi Đẹp và tôi, để là một cái chương trình rất là vui vẻ, rất là đông. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu anh Xua Cầu thuộc Hội Võ Bị Đà Lạt. Hôm nay chúng tôi thấy anh rất là nhiều công việc ở trong cái việc mà đưa những đồng hương của chúng ta lên từng xe cho có trật tự. Thưa anh, làm như thế nào mà đồng hương của chúng ta có cái vé mời để tham dự cái đại nhạc hội Tạ Tình 3 thưa anh? Vâng, ở trên Phan Đại Nam, tôi là Xua Cầu, khoa chiến trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây là một thiện nguyện viên để giúp cho anh Hoàng Kiều tổ chức cái đêm Tạ Tình 6 ở trên Los. Cái lý do mà chúng tôi tham dự là tại vì muốn phụ giúp một cái công việc mà anh Hoàng Kiều đó từng giúp đỡ rất nhiều những người nghèo khó hay là gặp khó khăn, và chúng tôi đang có tổ chức một cái đại nhạc hội cảm ơn anh. Và đây là cái việc mà chúng tôi có mục đích là đến gặp anh Hoàng Kiều để mà chúng tôi có thể khuyến khích cái sự tham dự yểm trợ của anh đối với một cái buổi gây quý rất có nhiều ý nghĩa mà đã tổ chức hơn 11 lần, và lần là lần thứ 12. Và hôm nay chúng tôi đã đến cái tiền đại nhạc hội để coi lại cái chỗ bàn ghế sắp xếp này nọ. Còn vấn đề vé mời thì đây là khách của anh Hoàng Kiều, chúng tôi không có đi vô cái chi tiết làm thế nào có được cái số khách này. Chắc chắn đều là những người đã quý mến anh Hoàng Kiều, cũng như là những người mà đã tham dự vô mấy cái chương trình của anh từ trước đến giờ này. Và chúng tôi trong những cựu quân nhân hôm nay đến đây trong một phái đoàn của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại,
đến đây để phụ giúp anh trong vấn đề dàn xếp những cái chiếc xe mà đến 60 cái xe bus chúng tôi làm nãy giờ. Và chúng tôi phải nói rằng cũng đã chuyên nghiệp lắm trong những cái trường hợp mà đi biểu tình, nhưng mà kỳ này đông quá 60 chiếc cho nên chúng tôi cũng phải đổ mồ hôi. Thì đây là một công tác rất có nhiều ý nghĩa, nhiều người họ hiểu lầm chúng tôi là những người đi tham dự với một cái ý nghĩa khác mà không có như thế. Chúng tôi tham dự với một mục đích là để làm thế nào cho anh Hoàng Kiều cũng như đồng hương thấy cái công việc chúng tôi là giúp cho anh em thương phế binh ở quê nhà. Nhất là còn có một ngày nữa, chúng tôi đã làm việc này cách đây khoảng chừng một tháng nay, và hy vọng rằng anh Hoàng Kiều rất là cảm kích về cái tấm lòng của chúng tôi đối với những anh em đồng ngũ, cũng như đồng ngũ của anh Hoàng Kiều chúng ta vừa được biết là anh Hoàng Kiều cũng là một chiến sĩ bên lực lượng biệt kích. Thì đó là một cái chiến hiếu của anh, chiến hiếu của chúng tôi. Chúng ta là những đồng ngũ đã có cái cơ may đến đây để mà có đời sống ổn định, thì chúng ta có trách nhiệm, tôi nói là trách nhiệm là phải yểm trợ những người anh em của chúng ta còn chặt lại tại quê nhà. Chúng ta phải làm việc này. Và tôi hy vọng rằng những công việc của chúng tôi sẽ được mọi người hiểu và thông cảm và yểm trợ trong tương lai, cũng như là những công tác của anh Hoàng Kiều trong tương lai. Anh cũng tâm sự với chúng tôi nhiều lắm về những công việc mà anh muốn làm cho cộng đồng cũng như cho anh em cựu quân nhân. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải mở lòng với nhau, đừng nghi ngại, đừng có hiểu lầm nhau nữa, để chúng ta hy vọng trong tương lai sẽ có cuộc sống đoàn kết hơn và thương nhau hơn, thương nhau ở đây cũng như thương nhau những người còn ở quê nhà. Đó là cái mục đích ý nghĩa chúng tôi làm việc ngày hôm nay. Thưa ông vừa nói là ông Hoàng Kiều ngày xưa cũng là một người trong hàng ngũ của lính biệt kích. Vâng, chúng tôi thì rất là ít được tiếp xúc thẳng với anh Hoàng Kiều, chỉ có những cái tiệc tùng hay là công tác như thế này mới gọi là có một chút xíu thì giờ để mà nói chuyện với nhau. Thì chúng tôi được tìm hiểu, được biết rằng anh cũng tâm sự là một người lính biệt kích trước năm 1975. Ông cũng có kể lại những cái trận đánh mà anh đã tham gia. Chúng tôi là những người là trẻ hơn đi sau, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu đây là những sự thật thì đúng là một người chiến hữu của chúng ta. Chúng ta may mắn có được một người chiến hữu mà lại là một tỷ phú, mà rất nhiều tỷ phú, rất nhiều triệu phú của người Việt Nam ở hải ngoại này. Nhưng đây là một tỷ phú có lòng, có từ tâm và tấm lòng rất mở rộng. Và chúng tôi hy vọng rằng anh Hoàng Kiều lần này giúp đỡ cho anh em thương phế binh trong đại hội Cảm ơn Anh kỳ 12 này, hay là trong tương lai, tất cả đều là những cái ý nghĩa của cái người chiến hữu có lòng cho những người đã không may mắn, những người đã nằm xuống rồi. Thì anh cũng nghĩ cũng có không phải là hứa hẹn mà là có ý muốn trùng tu lại nghĩa trang Biên Hòa. Anh tâm sự với chúng tôi đó là điều may mắn. Thứ hai là những người còn sống mà đang lây lất ở quê nhà vì thương tật, đó là những người mà chúng ta làm hàng năm, thì tại sao chúng ta không kêu gọi một chiến hữu mà có lòng, một người tỷ phú, không phải vì anh là tỷ phú chúng ta tới, mà vì anh là một người tỷ phú có lòng, đó là mới là quan trọng. Còn những người tỷ phú mà vô tâm, chúng tôi không liên lạc được hay là không liên lạc với chúng tôi nói mà không có gọi là hứng thú, thì chúng tôi sẽ không có phải làm phiền họ. Chúng tôi không có năn nỉ ai, chúng tôi chỉ làm việc thiện này. Và trong trường hợp này, tôi đã nói một lần, dù rằng chúng tôi có phải năn nỉ, dù rằng chúng tôi có phải mặt dày khi bán chợ 10 đồng một cái vé ở ngoài chợ, chúng tôi cũng làm cả mười mấy lần này rồi, và mặt dày hơn chút xíu để mà có một vài cái sự hiểu lầm hay là dĩ nghĩ, chúng tôi cũng nhận những cái sự khiển trách đó, để rồi hôm nay, ngày mai, ngày mốt mọi người sẽ hiểu chúng tôi hơn và thương chúng tôi hơn và giúp đỡ chúng tôi cũng như tham gia những công tác như công tác chúng ta đang làm ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh. Anh vừa nói là với cái tấm lòng mong là ông Hoàng Kiều có thể nhận thấy các anh em trong Liên hội Cựu chiến sĩ làm, để ông có phần nào đó đóng góp cho quỹ thương binh tại quê nhà. Thì cho tới giờ phút này thì anh thấy ông Hoàng Kiều cũng có một phản hồi gì không thưa anh? Vâng, anh vừa nhắc Liên hội Cựu chiến sĩ, đúng ra thì tôi là một trong những người thuộc về Liên hội, cũng là chủ tịch, là phó ngoại vụ của Liên hội trong thời gian quá khứ. Mà gần đây tôi sinh hoạt với Trung tâm Tây Nam, Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Liên hội cũng là một thành phần chúng tôi có sinh hoạt chung. Nhưng mà kỳ này thì phải nói là Trung tâm Tây Nam tích cực hơn trong các công tác gọi là đi vận động tài chính. Còn vấn đề mà anh cái phần hai anh vừa hỏi là gì tôi cũng okay. Có nhận được cái sự hồi đáp nào mà chúng ta thấy có thể là ông Hoàng Kiều sẽ cùng với
cái đại nhạc hội cảm ơn anh để giúp cho anh em thân với bên tại quê nhà. Tôi nghĩ là không phải anh hỏi câu hỏi này mà rất nhiều người họ đang chờ đợi, vì rằng tuần vừa rồi tôi có đưa ra một cái email thông báo tại sao chúng tôi tham dự cái tiệc gọi là birthday, tức là sinh nhật của anh Hoàng Kiều, thì nhiều người họ thắc mắc và nhiều người có những cái nghi ngại và có những cái email không được thân thiện lắm. Chúng tôi rất là buồn và những email đó cũng đã tới tay của anh Hoàng Kiều. Anh Hoàng Kiều cũng thông cảm lắm, anh cũng nói rằng thôi chúng ta làm việc thiện với nhau, chúng ta cố gắng, còn vấn đề dị nghị đó tương lai họ sẽ trả lời. Và chúng tôi cũng không biết là anh Hoàng Kiều phản ứng thế nào vào cái quyết định cuối cùng, nhưng tôi nói một câu này, tôi nghĩ rằng anh em tất cả những người nào đã than phiền chúng tôi cũng nên nhớ, nếu anh Hoàng Kiều mà đóng góp nhiều, yểm trợ nhiều, đó là cũng là công của những người đó đã làm cho anh Hoàng Kiều phải chứng minh. Và nếu mà anh Hoàng Kiều đóng góp ít hay là không đóng góp thì tôi cũng phải nói ngược lại, chính các anh là những người có lỗi với anh em thân với mình nơi quê nhà. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, vì rằng anh Hoàng Kiều khi mà anh làm chắc chắn nó sẽ không nhỏ hơn những cái gì mà chúng ta đã từng nhận được. Và tôi hy vọng rằng anh Hoàng Kiều nếu nghe cái phỏng vấn này, tôi rất là mong muốn, chúng tôi rất mong muốn là anh, vì anh em chính hữu còn không may mắn ở quê nhà, anh rộng vòng tay một chút để chúng ta làm việc chung với nhau. Và đó là câu trả lời. Tại điểm này tôi không biết gì cả, cho đến ngày mai chúng ta hòa mai mới biết được. Mà tôi nghĩ anh Hoàng Kiều sẽ không có để là vô tình để nó trôi qua. Anh sẽ làm một cái gì, nhưng ít hay nhiều chúng tôi vẫn chưa biết. Và tôi hy vọng rằng cái số tiền này, nếu anh có đóng góp, tôi hy vọng sẽ đóng góp đó, nó sẽ là một cái số tiền hơn bất cứ cái đóng góp nào cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là mong muốn chuyện đó. Và hôm nay chúng tôi tỏ thiện chí, nếu chúng tôi làm việc này để anh Hoàng Kiều cảm, chúng tôi làm đã chạy mồ hôi rồi đấy. Vâng, chào anh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự Đồng Hương miền Nam California tham dự chương trình đại nhạc hội tại tỉnh 3 do ông Hoàng Kiều đứng ra tổ chức. Và trong lúc ban tổ chức đang sắp xếp chỗ ngồi trên xe cho những đồng hương có vé mời tham dự, chúng tôi đã nói chuyện với anh Nguyễn Luật. Anh cho chúng tôi biết là đồng hương Quảng Trị cũng hỗ trợ ông Hoàng Kiều rất nhiều trong việc này. Và anh là người Quảng Trị hay như thế nào? Mình người ở Quảng Ngãi, Nghĩa Hành. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Rồi làm thế nào mà anh có vé để được tham dự? Bạn giới thiệu rồi bạn ghi tên lấy vé cho mình. Mình sẵn sàng. Anh biết là có bao nhiêu người tham dự không? Không biết đâu, đông quá không có thể đếm được. Đây là cái chương trình thứ ba mà tạ tình, thì đây là lần đầu tiên anh tham dự hay như thế nào? Đúng rồi, lần đầu tiên. Mà tôi cũng gặp bạn gần lần đầu tiên. Anh thấy khi mà đông đồng hương chúng ta tới chờ đợi để được trở xuống để xem chương trình đại nhạc hội, anh thấy như thế nào? Có đông hay không? Và vui như thế nào? Vui quá, đông quá. Lần đầu tiên tham dự, lần đầu tiên đông quá. Anh có biết là ông Hoàng Kiều đang có một chương trình, ông cho đồng hương chúng ta thử dùng cái loại thuốc để chữa bệnh, anh có biết cái việc đó không? Có nghe chứ chưa biết. Có nghe nó. Có nghe. Anh có tham dự không? Tham dự nhưng mà chưa có tham dự. Chưa có tham dự. Chưa ghi tên tham dự. Dạ chưa. Anh thấy cái chương trình khi mà coi chương trình đại nhạc hội như vậy mà ông Hoàng Kiều ông gửi vé mời đồng hương đó, thì anh nghĩ như thế nào về cái việc làm của ông? Cái việc làm của ông là thiện là nhiều. Làm thiện là nhiều, rất tốt. Tôi rất thích ông Hoàng Kiều. Nhưng mà chưa có gặp, thấy trên TV thôi, chứ chưa có gặp thực tế. Và sau khi mọi người đã lên xe, ban tổ chức đã phát ra những thùng đựng những phần ăn cho đồng hương tham dự qua những trường nhóm. Đây là việc làm chu đáo của ban tổ chức. Bây giờ hồi nãy đó, cái hàng xe ở phía bên kia đó là tất cả tôi đã thêm bước lên hết rồi. Chỉ có những cái đoàn xe này thì hai cái dãy đầu hình như đã có nước rồi. Nhưng mà những dãy xe phía sau đó, quý vị, xe nào chưa có nước thì có chiếc xe truck kia lấy 20 lít.
thấy rồi. Bây giờ số 7. Bây giờ số 7. Số 7, số 7, số 7. Số 7. Số 7 thêm thùng nữa nha. Và sau khi đoàn xe khởi hành, được những chiếc xe mô tô mở đường, khoảng 1 giờ sau đã tới Microsoft Theater. Và tại nơi đây, chúng tôi đã nói chuyện với cô Huỳnh Tiểu Hương đến từ Việt Nam. Cô cho biết cơ duyên nào mà cô biết cái buổi đại nhạc hội hôm nay mà cô tới cô tham dự? Dạ thưa, hôm nay Tiểu Hương rất là hân hạnh được dự cái chương trình ca nhạc của anh Hoàng Kiều tổ chức cho cộng đồng Việt Nam tại Cali. Thì với Tiểu Hương rất là bất ngờ khi mà ra đến bến xe là thấy 60 chiếc xe bus, một dãy xe rất là lớn. Vì Tiểu Hương nghĩ rằng anh Hoàng Kiều đã dành cái tình yêu thương và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam không có nhỏ. Nhưng mà hôm nay là một cái chương trình gọi là quá lớn và vĩ đại. Đối với Tiểu Hương, và trước đây anh Hoàng Kiều cũng đã hỗ trợ cho Trung tâm Nhân đạo quê hương. Và anh cũng đã về Việt Nam và giúp đỡ cho các cháu cô nhi tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Thì cái hình ảnh của anh Hoàng Kiều không thể nào mà quên được đối với các cháu và hàng ngàn trẻ và người khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Thì qua chương trình này, không riêng cá nhân Tiểu Hương và cộng đồng Việt Nam của mình, của nhiều tiểu bang đến, cũng như Tiểu Hương nghe được cái tin thì Tiểu Hương cũng bay qua, vừa bay qua tới tối hôm qua. Thì Tiểu Hương cũng rất là mừng để tham gia được cái chương trình này. Riêng bản thân Tiểu Hương tại Việt Nam thì đang nuôi 345 cháu cô nhi, đa số 100% là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi 1-2 giờ tuổi. Thì bản thân Tiểu Hương cũng là một trẻ cô nhi lớn lên. Thì Tiểu Hương muốn dành tất cả những gì của mình có để xã hội cho Tiểu Hương trả về cho xã hội qua cái tình yêu thương. Và đó là một cái mà nguyện vọng và cũng Tiểu Hương đang thực hiện. Và trong khoảng tuần trước Tiểu Hương đang vừa tổ chức cho 135 cặp người khuyết tật mà chưa bao giờ được mặc áo cưới. Giống như họ đã chung sống với nhau từ lâu rồi nhưng họ không có đủ khả năng để họ mặc một cái áo cưới hay là họ tổ chức một chương trình. Cô chia sẻ là cô là một người cô nhi. Vậy từ suy nghĩ như thế nào mà tiến tới cái việc mà cô lập cái hội này? Dạ thưa, trước đây thì Tiểu Hương cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thành lập được một cái trại cô nhi. Nhưng Tiểu Hương ước mơ làm sao có một ngôi nhà để cho những đứa trẻ được có chỗ ở và được đi học và được khám chữa bệnh mà không có bị bạo hành, không có bị đánh đập ở ngoài đường phố. Vì cá nhân của Tiểu Hương cũng là một đứa trẻ đã từng bị bạo hành và không được đến trường. Vì tới ngày hôm nay Tiểu Hương cũng chưa một ngày được ngồi ghế nhà trường, nhưng Tiểu Hương cũng không bao giờ không có học, vì Tiểu Hương mỗi ngày vẫn mở internet để học và tập viết chữ và tập đọc chữ ở trên mạng, trên internet. Thì tới hôm nay Tiểu Hương đã viết thì không phải giỏi nhưng biết gõ chữ, viết thì viết sai nhưng mà chưa có biết bỏ cái tròn tròn, cái móc móc méo nằm ở trên cái đầu của chữ và viết viết viết. Thì từng chia sẻ là ông Hoàng Kiều từng giúp và đỡ cái cơ sở của cô bên Việt Nam. Vậy bây giờ ông còn tiếp tục giúp đỡ không hay không? Dạ thưa, trước đây thì ông Hoàng Kiều có về Việt Nam và có giúp đỡ và đến trung tâm, không phải riêng giúp đỡ Tiểu Hương và người khuyết tật và cũng rất là nhiều nơi tại Việt Nam. Thì nhưng trong thời gian vừa qua thì Tiểu Hương nghĩ rằng chắc anh cũng rất là nhiều việc cho nên không vào Việt Nam nữa. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị những cảm nghĩ của Đồng Hương khi tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Tạ Tình Ba do ông Hoàng Kiều tổ chức. Phát Đại Nam tường trình từ thành phố Los Angeles, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.